Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Cuộc Sống Hôm Nay của chúng tôi. Chúng tôi luôn mang tới cho quý vị những thông tin mới nhất, nóng nhất. Và bây giờ, xin mời quý vị theo dõi chương trình. Lính Ukraine đe dọa chỉ quy bỏ vị trí hàng loạt ở hướng ca cốp. Một đại diện của lực lượng ngầm thân Nga nói với Ria Novotis rằng, các binh sĩ của lữ đoàn bộ binh 143 của lực lượng vũ trang Ukraine đã đe dọa lệnh rời khỏi vị trí của họ hàng loạt về hướng ca cốp vì họ thiếu sĩ quan và đạn dược. Ông nói, theo quân đội Ukraine, họ không có gì để bảo vệ vị trí của mình trước xe tăng Nga bởi vì chính quyền Kiev đã ném tất cả dự trữ và vũ khí sẵn có của mình vào khu vực Kursk. Theo nguồn tin, các quân nhân Ukraine phàn nàn rằng họ có ít sĩ quan, thiếu máy bay không người lái, hệ thống chống tăng và đạn dược, đồng thời tình trạng đào ngũ tràn lan trong các đơn vị. Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong 24 giờ qua, nhóm SABAT đã đánh bại 8 lữ đoàn Ukraine ở khu vực Kyivyan và các làng Petropalovka, Novosinovo, Kroklikovka, Lozovaya, Besotravenoe, Zuhiliopoka ở vùng Kakov, Novosanovoe và Toskokoye ở vùng Kakov và DBR. Lực lượng vũ trang Ukraine đã mất hơn 460 người thiệt mạng và bị thương cùng chính thiết bị trong các trận chiến này. Đồng thời, nhóm miền Bắc đã đánh bại đội hình địch tại các khu vực Lipsy, Ruskaya Lodovaya và Vujanskaya Kutot ở vùng Kharkov. Ở đó, tổn thất của lực lượng vũ trang Ukraine lên tới 45 binh sĩ và 3 khẩu pháo. Các kho chứa máy bay không người lái và đạn dược cũng bị phá hủy. Cổ máy kiếm tiền Mỹ nói thị trường tin ông Trump tháng cử tỷ phú Stan Druckenmiller nhận xét thị trường đang rất tin tưởng vào khả năng ông Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Trong cuộc phỏng vấn trên kênh Bloomberg Television vào ngày 16 tháng 10, tỷ phú Druckenmiller chỉ ra những dấu hiệu rõ ràng từ thị trường trong 12 ngày qua. Ông Druckenmiller nói, chúng ta có thể thấy điều đó ở cổ phiếu ngân hàng, tiền điện tử, và thậm chí là tại công ty truyền thông xã hội Trump Media and Technology, DGT của ông ấy, những biến động này được xem như một phản ứng của thị trường trước triển vọng về nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của ông Trump. Tuy nhiên, ông Jack Miller từng là cánh tay phải của quyền thoại đầu tư George Soros, Soros trong hơn một thập kỷ, không ủng hộ cả ông Donald Trump lẫn đối thủ của ông, phó tổng thống Kamala Harris. Tỷ phú Jacqueline Miller cho rằng cựu tổng thống Trump không đủ phẩm chất để làm tổng thống, trong khi bà Harris đắc cử sẽ không có lợi cho môi trường kinh doanh. Ông Jacqueline Miller nói đùa, có lẽ tôi sẽ viết tên một người khác khi đi bỏ phiếu. Bên cạnh đó, ông Jacqueline dự đoán khả năng đảng Dân Chủ giành quyền kiểm soát quốc hội là cực kỳ thấp, ngay cả trong trường hợp bà Harris thắng cử. Ông Trudeau Miller cũng cho rằng nếu xảy ra kịch bản đảng Dân Chủ chiếm lĩnh cả Nhà Trắng và Quốc hội, thị trường cổ phiếu có thể gặp khó khăn trong 3-6 tháng tới. Cũng trong cuộc phỏng vấn, cổ máy kiếm tiền Trudeau Miller đưa ra nhận xét về chính sách tiền tệ. Ông nhận định việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ FED cắt giảm lãi suất 0,5 điểm phần trăm vào tháng 9 là một sai lầm. Công ty của ông Trudeau Family Office đã bán khống trái phiếu ngay sau thông báo đó. Nhà đầu tư kỳ cụ này nhấn mạnh thị trường cần phải kiềm chế kỳ vọng về tốc độ và mức độ nới lỏng chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương trong thời gian tới. Theo kết quả thăm dò trên toàn quốc, Hill Decision Head HQ, Phó Tổng thống Kamala Harris đang dẫn trước cựu Tổng thống Trump tới 2,7 điểm. Thế nhưng, bà Harris đang phải đối mặt với khoảng cách rất xích sao ở các bang chiến trường. Trong các cuộc thăm dò của The Hill Decision Test HQ từ các bang Arizona và Pennsylvania, Bà Harris giảm 1,5 điểm ở Arizona, 1,9 điểm tại Georgia và tăng 0,3 điểm ở Pennsylvania. Tương tự, bà Harris dẫn trước ông Trump khoảng 1,6 điểm phần trăm trong cuộc thăm dò toàn quốc của trang Real Clear Politics. Theo trang Bloomberg, tỷ lệ cực thắng cử của ông Trump trên nền tảng dự đoán phi tập trung Polymarker đã tăng lên 58%, trong khi của bà Harris giảm xuống còn 41%. Chuyên mục dự đoán bầu cử tổng thống trên trang Reddit cho thấy cơ hội của ông Trump là 54%, còn bà Harris là 49%. ISW, Nga muốn đè bẹp sự kháng cự của Ukraine nhưng sẽ không thành công Lý thuyết chiến thắng của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Ukraine được cho là kéo dài giao tranh khiến Kiev kỳ quỵ, không thể kháng cự và cuối cùng Moscow sẽ giành thắng lợi trong cuộc đấu tiêu hào. Các nhà phân tích quân sự thuộc Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW có trụ sở tại Mỹ nhấn mạnh rằng những hạn chế về trung hạn và dài hạn đối với năng lực quân sự của Nga và sản xuất công nghiệp quốc phòng sẽ làm suy yếu khả năng duy trì các hoạt động tấn công liên tục của nước này hướng đến các mục tiêu kéo dài giao tranh và làm kiệt quệ Ukraine. Báo cáo có đoạn, Tổng thống Putin và Bộ Chỉ huy Lực lượng Vũ trang Nga ra lệnh cho quân đội nước này tiến hành các hoạt động tấn công dọc theo tiền tuyến ở miền Đông và Đông Bắc Ukraine trong một năm, nhằm mục đích làm kỳ quệ lực lượng kiev và ngăn chặn đối phương tích lũy nhân lực vật lực và kỹ thuật cần thiết để tiến hành các hoạt động phản công chống lại thế chủ động của nga trên toàn bộ chiến trường ông putin và bộ chỉ huy quân đội nga có thể coi việc duy trì thế chủ động trên toàn bộ mặt trận là ưu tiên chiến lược nhưng sự lúng túng của họ trong các hoạt động tấn công kéo dài dẫn đến những bước tiến dần dần chậm chạp xa rời các mục tiêu tác chiến đã đề ra báo cáo đánh giá isw nhận định lý thuyết chiến thắng của ông chủ điện kremlin là lực lượng moscow sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công liên tiếp vô tận nhưng những cuộc tấn công tiêu hao này có thể làm suy yếu nhân lực và trang thiết bị của họ đến mức sẽ buộc phải chậm lại tiến độ trên ít nhất một số khu vực tạo cơ hội cho quân đội ukraine phản công và có thể giành lại được thế chủ động trên chiến trường ở những khu vực đó ISW quan sát thấy sự gia tăng ổn định trên diện rộng các ưu đãi tài chính do chính quyền Nga đưa ra để ký hợp đồng quân sự với Bộ Quốc phòng Nga, cho thấy Moscow dường như đang cạn kiệt tình nguyện viên sẵn sàng phục vụ. Ở giai đoạn này, Nga đang dựa vào việc xây dựng lại kho dự trữ vũ khí khổng lồ thời Liên Xô để bù đắp những tổn thất đáng kể ở Ukraine và nguồn cung cấp này có vẻ đang hao hụt với tốc độ ngày càng nhanh hơn. Nga khắc chế mê cung ngầm của Ukraine dưới lòng pháo đài Donetsk Nga tiết lộ Ukraine xây dựng mạng lưới phòng thủ kiên cố dưới lòng đất Vuleda, Ukraine nhưng họ đã phá hủy thành công và giành được pháo đài chiến lược này. Bộ Quốc phòng Nga ngày 17 tháng 10 thông báo, quân đội Ukraine đã tạo ra các công trình kiên cố và mạng lưới đường hầm gần Vuleda, Donetsk, khu vực Nga đã giành được quyền kiểm soát hồi đầu tháng. Trước đó, Nga ngày 3 tháng 10 thông báo, nhóm chiến đấu phía đông của nước này đã giành được pháo đài chiến lược Vuleda sau khi Ukraine bám trụ ở đây trong hai năm. Như các quân nhân đã nói, Ukraine xây dựng các công sự kiên cố theo hướng Vuleda và tạo ra một mạng lưới đường hầm và các ụ súng dưới các tấm bê tông. Nhưng các binh sĩ Nga từ vùng Primorie đã có kinh nghiệm tấn công các vị trí như vậy. Ví dụ, họ có phương pháp giải quyết các cứ điểm bằng đạn thả từ máy bay không người lái cho đến khi đạn dược của Ukraine phát nổ, tuyên bố viết. Ngoài ra, theo phía Nga, Puleda thất thủ là do binh sĩ được Ukraine điều động tới bảo vệ chảo lửa này chưa được đào tạo bài bản và chỉ có một số ít kháng cự tới cùng, trong khi phần lớn đã rút lui hoặc đầu hàng. Nga nói rằng phần lớn lực lượng Ukraine ở Puleda là lính đánh thuê nước ngoài. Trước đây, họ, binh sĩ của Ukraine luôn mang theo tài liệu và được huấn luyện tại các căn cứ của NATO, nhưng bây giờ thì không còn như vậy nữa. Họ không có thời gian để huấn luyện quân lính và ngay lập tức đưa họ ra chiến trường. Chỉ huy nhóm tấn công Nga có mặt danh Sovo cho biết. Lính pháo binh Nga có mặt danh ship chỉ ra rằng quân đội Ukraine thậm chí còn không bắn trả. Họ chỉ hét lên rằng họ không muốn chiến đấu và giơ tay lên. Ship cho biết, nói rằng một số binh sĩ Ukraine đầu hàng thừa nhận họ bị ép nhập ngũ rồi được cấp quân phục và ra mặt trận chiến đấu ngay lập tức. Bộ Quốc phòng Nga cho hay, nhân sự tại các nhóm tấn công nga liên tục được huấn luyện ở các khu vực phía sau tiền tuyến họ xem xét kỹ lưỡng các kịch bản có thể xảy ra ở mỗi chuỗi hoạt động tấn công tại các thao trường nga huấn luyện binh sĩ một cách kỹ càng nhằm đảm bảo thiệt hại tối thiểu trên mặt trận tất cả những điều này đều được thực hành để đạt được tính chủ động trong phương thức tác chiến quân nhân thực hiện các bước chuẩn bị toàn diện cho mỗi nhiệm vụ chiến đấu huấn luyện viên quân sự có biệt danh volchara cho biết Ukraine chưa bình luận về tuyên bố của Nga. Trước đó, Ukraine thừa nhận đã rút quân khỏi Vuhledar như một biện pháp bảo toàn lực lượng và khí tài quân sự. Nhấn mạnh tính mạng của binh sĩ là yếu tố quan trọng nhất với Kiev. Vuhledar nằm ở khu vực phía nam của mặt trận, cách thành phố thủ phủ Donetsk khoảng 50 km và là thành trì chiến lược của Ukraine tại khu vực. Nơi đây từng được mô tả là một pháo đài của Ukraine vì nó chưa bao giờ bị Nga kiểm soát dù Moscow đã thực hiện hàng loạt cuộc tấn công trong những năm qua. Thị trấn nằm ở phía bắc của một ngã tư chiến lược nối đường O0532 về phía Vondiane và Konstantinivka với đường cao tốc T0509. Do đó, đây là một điểm hậu cần quan trọng đối với lực lượng Ukraine bảo vệ sườn phía nam của Kurakov. Federico Borsari, một thành viên tại Trung tâm Phân tích Chính sách Châu Âu CEPA, đã nói với Kiev Independent vào tháng trước. Quân đội Ukraine mở một hướng tấn công mới vào biên giới tỉnh Begorod của Nga. Trang Telegram biên niên sử quân sự ngày 17 tháng 10 đăng nội dung đáng lưu ý. Đó là các lực lượng vũ trang Ukraine VSU đang cố gắng mở một hướng tấn công mới vào biên giới tỉnh Begorod của Nga trang Telegram biên niên sử quân sự ngày 17 tháng 10 đăng nội dung đáng lưu ý. Đó là các lực lượng vũ trang Ukraine VSU đang cố gắng mở một hướng tấn công mới vào biên giới tỉnh Begorod của Nga. Theo kênh trên, các nhóm trinh sát phá hoại của Ukraine đã xâm nhập khu rừng rừng Zuraleka ở biên giới với tỉnh Kharkov. Trang Telegram cho hay, giao tranh như vậy chưa hề xảy ra. Nhóm này bị phát hiện và bị dội hỏa lực của MLRS và pháo binh. Vấn đề là địa điểm này nằm gần Lipsy, tỉnh Kakov, nơi nhóm quân phía Bắc của Nga đang hoạt động tích cực, tức là khó đạt được hiệu quả bất ngờ ở đây. Trước đó, kênh Telegram, phóng viên chiến trường mùa xuân Nga cho rằng mục đích của hoạt động này là thăm dò các tuyến phòng thủ của quân đội Nga và cố giành được bàn đạp mới để tiếp tục xâm nhập. Tuy nhiên, ở giai đoạn này, bước tiến của lực lượng Ukraine đã bị chặn lại. Mỹ sẽ hối thúc Ukraine đàm phán trong cuộc đối đầu sinh tử với Nga. Xung đột Nga-Ukraine kéo dài đã gây mệt mỏi cho giới chức Mỹ, nhà tài trợ hàng đầu cho Ukraine trong cuộc đối đầu quân sự một mất một còn với Nga. Hiện nay, Mỹ đang nghiêng dần về phương án hối thúc Ukraine đàm phán với Nga và chấp nhận thực tế mới trên chiến trường. Khát vọng đóng băng chiến sự Nga-Ukraine ngày một lớn. Cuộc xung đột vũ trang Nga-Ukraine tiếp tục kéo dài mà chưa có dấu hiệu sớm kết thúc. Nhiều nước bên ngoài Ukraine và Nga bắt đầu thảo luận và mong muốn giải pháp thương lượng để chấm dứt xung đột. Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby mới đây nhận định, chấm dứt thông qua đàm phán là kết quả có khả năng cao nhất. Trong khi đó, Tổng thống Shev Pev Pavel, vốn ủng hộ Kiev trong thời gian dài, đã nói ngắn gọn Ukraine sẽ phải có đầu óc thực tế và hiểu rằng kết quả khả dĩ nhất cho cuộc chiến này sẽ là để cho một bộ phận lãnh thổ Ukraine nằm dưới quyền kiểm soát của Nga một cách tạm thời. Người Ukraine ngày càng bị hối thúc phải chấp nhận từ bỏ con đường kháng cự để theo đuổi hành trình thực tế. Một câu hỏi được đưa ra ở đây là nếu người Ukraine chấp nhận như vậy, thì liệu Nga có tiếp tục sốc tới để giành quyền kiểm soát đối với phần lãnh thổ còn lại của Ukraine hay không? Những người ủng hộ nước này đàm phán và chấp nhận một số nhượng bộ về lãnh thổ, không phủ nhận nguy cơ nêu trên đối với Ukraine, và họ nỗ lực tìm cách xử lý thông qua nhiều phương thức khác nhau. Cụ thể, họ mong muốn đất nước Ukraine hậu chiến sẽ được quyền tiếp cận đầy đủ đối với vũ khí Mỹ và NATO, cùng các chương trình đào tạo và hỗ trợ quân sự khác. Trong kế hoạch hòa bình của ông Trump dành cho Ukraine, cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói rằng Ukraine sẽ nhận được 100 tỷ đô la Mỹ từ một quỹ đặc biệt của NATO và thêm 500 tỷ đô la Mỹ nữa từ các khoản cho vay cho thuê của Mỹ để mua sắm vũ khí. Những người khác thì kêu gọi thực hiện viện trợ quân sự bền vững thời bình để giúp Kiev tạo ra một sự răn đè đáng tin cậy. Ngay cả ứng viên Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance cũng cho rằng cần có một số đảm bảo về mặt an ninh cho Ukraine để Nga không tấn công vào Ukraine một lần nữa. Ông Vance kêu gọi xây dựng một khu phi quân sự được bảo vệ chặt chẽ nằm giữa lực lượng Nga và lực lượng Ukraine. Khi đó sẽ xuất hiện một trong hai kịch bản sau. Quốc tế thiết lập một lực lượng gìn giữ hòa bình giữa quân đội hai nước hoặc là phương Tây sẽ giúp Ukraine xây dựng một quân đội đủ mạnh để giữ nguyên hiện trạng khu phi quân sự quả bóng trong chân Mỹ và sự hài lòng về thắng lợi chiến lược. Ở đây đa số cho rằng trở ngại lớn nhất cho một dàn xếp hòa bình như vậy nằm ở phía Ukraine do họ khước từ nhượng bộ những lãnh thổ họ đánh mất vào tay Nga. Nhưng nhân tố quyết định lại nằm ở phương Tây. Nếu Mỹ và NATO muốn thì họ có đủ khả năng ép Kiev làm điều đó. Vì có một điều rõ ràng là Ukraine khó lòng tiếp tục chiến đấu nếu thiếu đi sự hậu thuẫn của Mỹ và các nước phương Tây. Tất nhiên về phía Nga họ cũng gặp những vấn đề nhất định. Trước năm 2022, Ukraine tương đối yếu và bị chia rẽ về mặt chính trị. Vào cuối năm 2021, Ukraine chỉ có hơn 200.000 binh sĩ thường trực, trong khi Nga có tới hơn 900.000 quân thường trực. Thế nhưng 3 năm sau, tình hình có nhiều thay đổi theo hướng bất lợi cho Nga. Ukraine hiện giờ có hơn 900.000 quân thường trực và hàng trăm ngàn quân dự bị đã trải qua huấn luyện và thực chiến. Lực lượng như vậy của Ukraine thậm chí còn lớn hơn cả quân số của Anh, Đức và Ba Lan cộng lại. "Đã vậy, theo đề xuất của cựu ngoại trưởng Mỹ Pompeo, Mỹ và các đồng minh sẽ tiếp tục viện trợ quân sự cho Ukraine. Vào mùa hè năm 2024, NATO đã lập một trung tâm thường trực tại West Biden, nước Đức, với 700 nhân viên để giám sát việc huấn luyện và phát triển dài hạn quân đội Ukraine, gia tăng mức độ phối hợp chung giữa lực lượng vũ trang Ukraine và NATO, cũng như để quản lý việc phân phối và sửa chữa lượng lớn vũ khí, khí tài gửi cho Ukraine trong hiện tại và trong tương lai. Mỹ và NATO còn được cho là có kế hoạch tiếp tục cung cấp thông tin tình báo cho Ukraine như họ vẫn làm trong suốt cuộc xung đột Nga-Ukraine vừa qua. Nhiều quan chức Mỹ và châu Âu sẽ hài lòng với kết quả trên. Một bộ phận trong số họ còn gọi đây là chiến thắng chiến lược đích thực. Theo họ, với thực tế hiện nay, Nga đang phải đối mặt với thất bại chiến lược khi vấp phải những sự thù địch ở nhiều nơi dọc biên giới với không chỉ Ukraine mà còn cả với các nước khác. Binh lính Nga vấp phải bẫy răng rồng bí hiểm ở Kursk, nghi do Ukraine cài. Những binh lính Nga khi cố tránh sự truy đuổi của UAV Ukraine tại mặt trận Kurt thì bất ngờ vướng phải bẫy răng rồng, những chướng ngại vật chống tăng vừa xuất hiện một cách bí hiểm tại đây. Người dùng trên mạng xã hội ghi nhận sự xuất hiện khó hiểu của chướng ngại vật răng rồng trên một số con đường ở tỉnh Kurt của Nga mà lực lượng Ukraine đột kích từ ngày 6 tháng 8 năm 2024. Người ta đồn rằng những bẫy răng rồng này là do lực lượng phá hoại ngầm của Ukraine dâng ra. Thực ra, những khối bê tông hình kim tự tháp dùng để cản xe tăng này không phải là điều lạ trong xung đột vũ trang Nga-Ukraine. Cả hai bên tham chiến đều sử dụng chúng để làm chậm đà tiến của xe tăng và xe cơ giới của đối phương. Tuy nhiên, các kênh Telegram nhận thấy những chướng ngại vật này đã được đặt vào ban đêm bên phần biên giới của Nga, trên những con đường mà quân Nga hay đi qua. Cụ thể, kênh Telegram Rostroika 1945 có tới 230.000 người theo dõi, viết những kẻ lạ mặt đã đặt bẫy răng rồng ở phía sau, trên những con đường sơ tán mà xe ô tô con có thể lao nhanh để tránh các UAV cảm tử. Họ nghi đây là tác phẩm của các biệt đội phá hoại ngầm của Ukraine. Đăng tải trên kênh Telegram này cũng cho biết, số vụ tai nạn trên những con đường này do bất ngờ va phải chứa nghệ vật răng rồng còn cao hơn số sự cố do UAV Ukraine tấn công. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình trên kênh Cuộc Sống Hôm Nay của chúng tôi nếu quý vị thấy thông tin hữu ích xin hãy nhấn đăng ký kênh và chia sẻ để cập nhật những thông tin mới nhất xin chào và hẹn gặp lại